Ok, hello chào anh em nha. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành quay cái vòng quay dũng cảm nha anh em ha. Đấy, thì thường là những cái hạt mà mình chơi kiến mạnh nhất thì mình sẽ để tới ngày thứ tư mình mới bung nha. Đấy, để hôm nay mình sẽ so sánh thử xem nha. Si mà mình tích sức bền 35k1 với thì mình sẽ được bao nhiêu cái phần quà nha. Ở đây như ban đầu game thì trong con hạt này là có 60 hộp tí lấy cao nè, 30 cái tăng bậc và 50 cái chọn cường hóa nha mọi người ha. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình quay đây. Đấy, con hạt này thì nói chung là một hạt server mới nha mọi người. Đấy, có sức mạnh cái thừa này, nói chung là cái thừa cũng khá là ngon ấy, có hệ xạ. Ok, bây giờ mình quay đây. 35k1 nha anh em ha. Đấy, không biết được bao nhiêu xu. Mình quay xong mình có cái xu đó để mà mình chơi event, mình đổi đồ nữa, đổi skin các kiểu nữa. Đấy, thì có nhiều anh em phân vân giữa cái việc mà mọi người hay hỏi mình đó là anh em nên xài cái tích cho cái nào, cái xích sức bền hay là cái lật tổ ong. Đấy, thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều, thì hôm nay mình nhắc lần nữa. Đấy, những anh em nào mà muốn lên nhà cao á, ví dụ như anh em lên từ nhà 30 T12, T13, nghĩa là từ 35, 36, 37, 38, 39, 40, thì anh em nên chơi tầm bảo tổ ong nha. Tại vì chơi tầm bảo tổ ong á thì mọi người sẽ được cái đất mùng, và cái đất mùng là cái rất là quan trọng để mà mọi người nâng nhà. Đấy, nâng nhà thì trong quá trình mà mọi người chơi tầm bảo tổ ong đó thì mọi người vừa có đất mùng, đấy, mọi người vừa có đồ, vừa có speed này nọ, rồi anh em để anh em nâng nhà nha. Đấy, còn những anh em nào mà kiểu mà chơi mà ém cấp, ví như kiến chúa cấp 29, hoặc là mình xác định là mình đã chơi tới T10 là mình nghỉ. Đấy, thì lúc đó anh em nên tích chơi cái sức bền. Đấy, sức bền thì đồ nó nhiều hơn, sức bền thì sẽ đồ nó sẽ nhiều hơn cái tầm bảo kim cương. Nói chung là tùy theo cái nhu cầu thôi. Tầm bảo kim cương á thì có đất mùng. Đấy, đất mùng, còn bên cái sức bền này không có. Mà cái đất mùng là mọi người muốn chơi là mọi người phải mua bằng kim cương thì anh em mới có được. Đấy, thì thường là nếu mà mọi người mở đến tầng 20 thì tốn khoảng 120 kim cương thì anh em sẽ được khoảng 1k2 đất mùng, thì nó cũng bằng cái số tiền mà kim cương mà anh em mua rồi. Đấy, mua đất mùng trực tiếp rồi bên đó cạnh đó dư một đống đồ để mọi người nâng. Thì nói chung thì hai cái nào cũng có cái lợi riêng. Đấy, còn những anh em mà kiểu như thích chơi sức bền thì tích thôi, tích sức bền. Nhưng mà chỉ khi nào mà mình cảm thấy những cái skin đó mà mình yêu thích thì mình hãy bung, không thôi mình cứ tích tiếp, khi nào có cái skin ngon hay skin đẹp mình bung, chứ cũng phải không phải nhất thiết là cái skin nào mình cũng lấy hết nha. Đấy, thì nó rất là phí. Đợt này có cái skin con hành quân này cũng khá là đẹp này. Đấy, 650 ở đây để mình nhận thêm ra. Ở đây là mình còn thiếu 50 mấy điểm nữa, 50 mấy điểm là mình bắt buộc mình phải mua kim cương thêm nha anh em ha. Sắp bảo vật này. Đấy, mình phải mua thêm kim cương ở đây. Rồi, đâu rồi, bay qua đây cho nó nhanh. Ba mươi lăm ca mốt sức bền nha anh em ha. 35k1 sức bền. Hình như là ạc này chưa đủ, tí nữa là phải kêu chủ ạc nạp thêm anh em, chứ nhiêu đây là chưa đủ. Đấy, để xem mình quay còn thiếu bao nhiêu, tí nữa kêu chủ ạc nạp thêm. Đấy,
còn thiếu 23 vòng. Đây còn thiếu 27 vòng nha anh em ha. 27 vòng nữa. Đấy. Nói chung là bây giờ mình sẽ xem qua kho đồ đi. Xem qua kho đồ thì họ được bao nhiêu rồi. Hồi nãy là 60 hộp này thì này nó tương đương là được 80 hộp nè. 12 cái game quân đội. Hồi nãy chỗ này là 30, 20 ha. 30 là được 340 cái hộp tăng cấp. Rồi chỗ này 50 là được 350 300 hộp cường hóa, được một viên hộ phách này. Rồi 17 cái mảnh truyền thuyết, 190 cái điểm mài. Đấy, cũng khá là ngon. Đấy, khá là ngon nha anh em ha. Bên cạnh đó thì được tăng tốc rất là nhiều. Đấy. Để bây giờ mình có một cái viên hộ phù để mình lấy ra mình mài luôn. Mài xong thì tí nữa chú mặc vào ổng nạp tiếp rồi ổng tự quay để ổng lấy cái skin cuối nha. Đấy. Mình chỉ mượn ạc mình review một tí thôi. Đấy. Dùng không biết mài con gì đây, để vô trong đây mài đó. Bảo Phật này. Mài này. Để mình lấy một ít làm nhanh với nhựa cây để mà mình mồi nha. 10 cái đi, 10 cái mài 5 lần thôi. 5 lần. Đấy. Rồi. Làm nhanh đâu? Làm nhanh 10 cái làm nhanh. Rồi, ok. Để ạc này chơi xạ thì nên mài con gì? Bích chi, đầu cửa vàng, di gan, kiến lưỡi liềm, sử thi có rồi, thợ mộc, kiến đầu cửa. Ạc này có kiến đầu cửa chưa ta? Mài kiến đầu cửa chơi. Này có kiến đầu cửa 3 sao nhưng mà chưa có nên để mình mài kiến đầu cửa chơi nha. Đấy. Ok. Rồi, mài test đã. Tăng tốc nè. Hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, từ từ để mình cường hóa cái nào lên nè, để cường hóa cái này đi, đấy, đổi cái hết cái làm nhanh ra, rồi work. Trời ơi, nó cùi bắp luôn em ơi. Hi ơi, nó cùi ơi là cùi. Này. Đây. Kệ lấy kích hai cái không được, nó cùi quá. Xanh lá cây luôn, không được xanh trên đọt chuối nè. Ok, hơi trả hạt cho ông đi, ông vào ông nạp tiếp rồi ông làm nốt phần còn lại nha em ạ. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha. Anh em có gì cần tư vấn thì có thể liên hệ mình qua số Zalo mình ghi phần bình luận á. Hỏi tất cả các vấn đề về game. Anh em có nhu cầu nạp game bảo hành thì liên hệ qua mình với số Zalo 0888 249 8 mình ghi phần bình luận nha anh em ha. Ok, hẹn gặp lại mọi người nha.